Việt Nam cần từ 10 cho đến 15 năm nữa để đào tạo nguồn lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao, tiềm năng đáp ứng được nhu cầu phát triển của nền kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa. Nhận định vừa được Viện Quản trị Năng lực Lãnh đạo Singapore HCLI công bố mới đây. Viện Quản trị Năng lực Lãnh đạo Singapore gọi tắt là HCLI vừa hoàn thành một khảo sát trên 165 lãnh đạo hàng đầu tại các công ty tập đoàn lớn thuộc 9 quốc gia châu Á, bao gồm Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Riêng đối với Việt Nam, bản báo cáo vẽ ra một bức tranh tổng thể về diện mạo nguồn nhân sự lãnh đạo cấp cao trong bối cảnh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và khắt khe của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó, điểm yếu nhất của nguồn nhân lực lãnh đạo cấp cao Việt Nam được HCLI nhấn mạnh chính là sự hạn chế về khả năng thích nghi tốt với môi trường và áp lực làm việc ở vị trí cao, đặc biệt là tại các tập đoàn đa quốc gia. Điều đầu tiên, nếu muốn trở thành lãnh đạo cấp cao tại môi trường doanh nghiệp nước ngoài hoặc tập đoàn đa quốc gia, thì bản thân người Việt phải tự trang bị cho mình một tư tưởng toàn cầu hóa. Các bạn phải học cách thích nghi bằng việc sẵn sàng sống, làm việc ở một nơi khác, tiếp xúc và lãnh đạo những con người ở những nền văn hóa khác nhau. Với những yếu điểm còn tồn tại thì 10 đến 15 năm tới là khoảng thời gian mà HCLI cho là cần thiết để Việt Nam tạo nên một lực lượng nhân sự tiềm năng đủ sức trở thành lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp lớn của nước ngoài hoặc các tập đoàn đa quốc gia. Là một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, bà Tiêu Yến Trinh, CEO công ty Telenet cho rằng mặc dù đã đạt được nhiều bước tiến trong những năm qua nhưng nhân sự Việt Nam thực sự còn chặng đường rất dài phía trước để tiếp tục bắt kịp xu hướng của thế giới và khu vực. Thật sự mà nói, nó từng giai đoạn phát triển của Việt Nam thì bây giờ dần dần người Việt Nam mình có thể trở thành những nhà lãnh đạo cấp cao, thậm chí là CEO, tổng giám đốc của những tập đoàn lớn, ví dụ như Microsoft, HSBC hay Unilever, thì rõ ràng đó là sự tự hào và hãnh diện rất nhiều của người Việt Nam để thấy rằng có những cái tấm gương rất là thành công để mình học hỏi và noi theo cho các cái cấp lãnh đạo người Việt Nam. Nhưng nó chỉ ở tại thị trường Việt Nam thôi. Còn cái khảo sát á, là dành cho cái việc mà làm sao mình phát triển được cái đội ngũ lãnh đạo người Việt Nam, tổng giám đốc cho những cái vị trí lãnh đạo cấp cao của thị trường Việt Nam mình á, mà trở thành lãnh đạo của thế giới và toàn cầu. Thì cái câu chuyện đó là một câu chuyện dài hạn và Trinh nghĩ nó còn có thời gian để có cơ hội, để tạo cơ hội cho người Việt Nam mình cọ sát để mà có thể vươn ra khỏi khu vực Việt Nam, vươn ra thế giới và đảm nhận những cái vị trí cao hơn, không phải chỉ ở Việt Nam. Trên thực tế, sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Việt Nam không chỉ thực sự tăng trưởng trong khoảng 15 năm trở lại đây. Cùng với những hiệp ước thương mại đã và đang được ký kết ngày càng mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho nguồn nhân lực Việt Nam, thì đúng như bà Trinh chia sẻ, đội ngũ lãnh đạo Việt Nam sẽ không thể bắt kịp hoặc thậm chí tụt hậu với các đối thủ cạnh tranh toàn cầu nếu thực sự không có được môi trường để thích nghi, thay đổi và tự cải thiện mình.